Ngày hôm nay sếp em quay cái chỗ mới cho anh em xem ha. Hello anh em. Ngày hôm nay quay cho anh em xem hai em. Cực kỳ dễ thương luôn. Xe này sếp em được một ông anh chia sẻ lại ha, một em đam. Đam là đúng đời đam nha. 78 đúng đời 78. Quay một vòng cho anh em ở xa xem. Ngày hôm nay thì quay cái cửa hàng mới của shop em cho anh em ở xa xem, đang đang làm, bữa giờ làm tháng mấy rồi, làm gần xong rồi anh em. Đó. Thì nếu mà những anh em nào mà có theo dõi shop em cách đây khoảng 4 năm thì biết cái mặt tiền này nè, qua đây quay cho anh em xem. Ở đây là shop em hai mặt tiền. Lúc trước là mình làm cái cửa hàng đây nè, qua này, nhưng mà giờ mình cho thuê rồi. Nhai nè. À, kế bên. Đó, đây nè, chơi nè. Đó, lúc trước mình để xe dựng, xe dọn. Ngày hôm nay thì mình làm ở đây. Có lẽ mình thông qua luôn, có lẽ là shop em thông qua luôn, mà tại vì đang cho người ta thuê á, nên không có thông qua được. Phạm vi này shop em mốt sẽ làm cửa hàng bán xe ở đây ha, và địa chỉ shop em sẽ để cụ thể cho anh em ở xa xem. Đây ha, cửa hàng shop phụ tùng, chỗ dọn xe hôm nay qua bên chỗ bán xe quay cho anh em ở xa xem, và sắp tới thì mình sẽ làm một cái dàn dài để xe ở đây luôn, riêng về xe bán anh em nha, xe bán cho anh em xem. Còn xe dọn này có chỗ để rồi ha, phụ tùng cũng có rồi. Hôm nay để chỗ xe bán cho anh em xa xem. Đi vào vấn đề chính ngày hôm nay nha. Ngày hôm nay thì để shop em kể cho anh em nghe. Xe này thì shop em được một ông anh. Nếu mà những anh em nào mà ở Sài Gòn, ở Gò Vấp thì sẽ biết shop Cua Hạnh. Đó. Thì cái shop Cua Hạnh này là ông anh, ông chủ xe này đó là shop Cua Hạnh. Chia sẻ là do shop em, hai em này. Một em là Dam và một em là 78. Xe rất là dễ thương anh em ha, từ nước sơn vàng chân rất là đẹp, rất là dễ thương luôn. Biển số Sài Gòn hết nha, hai em này là biển số Sài Gòn. Ở ngoài đây thì quay nó hơi ồn anh em ha, anh em có nghe tiếng ồn ha, thông cảm. Ở đây thì nó hơi ồn nhưng mà mình sẽ cố gắng quay thiệt rõ ràng cho anh em ở xa xem. Đó, đầu tiên đi, đầu tiên thì mình sẽ quay vào chiếc Dam này cho anh em xem ha. Đầu tiên thì mình sẽ quay cho anh em xem bình xăng lớn Dam ha, bình xăng lớn Dam nè, cốp Dam nè. Này là của Thái nha, cốp này là cốp Thái anh em nha. Nước sơn còn rất là đẹp. Đây. Xe này thì sơn lại rồi. Buộc nè. Buộc là buộc zin nha, buộc zin. Ha, ghế nè. Rất là đẹp xe, nói chung là xe này của ông anh này á, ổng chơi xe nên cái nhìn anh em nhìn cái chiếc xe rất là kỹ. Và tiếc là mình không có quay trong cái chỗ nhà của anh á, anh để chùm anh kỹ lắm, nói chung là xe anh cứ là kỹ. Và mình mua xe mình thích mua với những cái chiếc xe này, những chiếc xe mà ta chủ người ta kỹ á, mình rất là thích mua ha. Xi nhan, xi nhan zin nha anh em, này là xi nhan zin nha. Đây, sườn rất là đẹp, sườn là không có mục mọt chỗ nào hết và rất là bóng. Thì những ông chú nào mà thường hay dặn shop em là mua cho học sinh đi học, thì thật sự mà nói luôn, nếu mà bây giờ mà học sinh á, mà mình mua xe này nó vẫn hay hơn là mình mua xe đặc biệt. Tại vì xe này mình bảo đảm với anh em, cam đoan với anh em luôn, xe này chạy nó từ tốn mà nó đi từ từ chứ không có gì đặc biệt. Đặc biệt không phải anh em nói là yếu luôn nha, đặc biệt chạy rất là mạnh. Ga đề ba là anh em biết rồi đó, xe đặc biệt chạy rất là mạnh luôn ha. Đây. Còn về bằng sưu tầm hay là để cho anh em có hoài niệm, kỷ niệm thì em này là không còn gì để nói luôn. Và mình có một cái kỷ niệm của thằng cúp này á, anh em biết sao không? Cái ngày xưa mà lúc mà mình mới biết chạy xe là mình sở hữu em này. Sở hữu em 78 này, là mình tập chạy từ chiếc 78 Dam này. Đó. Gấp là gấp 2 tầng ha, gấp là gấp 2 tầng. Phuộc sau. Xe rất là sạch sẽ, gọn gàng. Và biển số của em đó là biển số 58DC7625 anh em nha. Dam thì nó là đi im dài. Qua đây luôn Bảo, em qua đây quay luôn cho anh em xem luôn. Xi nhan nè ha. Xi nhan phuộc sau gấp. Xe rất là sạch sẽ và quan trọng máy móc nó thì thầm. Máy móc của em nó là thì thầm luôn. Về là chỉ đổ xăng thôi, bảo đảm với anh em luôn. Về là chỉ đổ xăng thôi, vẫn là vẫn zin. Bẩn zin có hàng ha. Còn những cái xe này thì bảo đảm thì mình phải nói là tại vì xe mấy chục năm rồi mà. Máy móc thì có làm rồi ha. Bình xăng con thì bình xăng con mới. Đó, có làm sao thì mình quay vậy cho anh em ở xa xem. Lên trên đây. Ở đây thì mình quay ra đây cho anh em xem.
ghi đông Vin ha, đây là ghi đông Vin nè, đồng hồ Vin, cùm Vin, cùm này là cùm cùm Vin nha, rất là nhẹ nhàng ha. Về thì về về Thái, về thì về Thái, chữ A Thái, đùm trước sau Vin hết, đúng chất cái xe. Ủa, cái xe này ông chú này hình như là ổng có chét nhớt lên xe, nó mấy người ta kỹ chét nhớt, đụng vô là nhớt nhớt. Ông đâu có chạy để một chỗ á, ngày hôm nay thì ông chú ổng cho thuê mặt bằng, cho thuê mặt bằng nên phải chia tay hai em này. Mà đúng là những người mặt bằng cho mướn tháng có 25 triệu rồi anh em. Có hai cái mặt bằng cái 50 triệu không cho mướn, tại vì mặt bằng kia đang làm không cho mướn. Mấy ông chú này phải nói là một thời quanh liệt rồi ơi. Thì mình cũng báo giá cho anh em luôn, để mình test cái máy nữa thì mình báo giá cho anh em nghe nha. Mình test máy cái nữa, máy móc là thì thầm, chỉnh anh thì lớn lên cho anh em dễ nghe. Máy móc là thì thầm nha, điện đèn càng là full chức năng đầy đủ. Và giá em này là 14.500.000, và nói nôm na là hai em đều bằng giá hết anh em nha, hai em đều bằng giá hết, hai em đều là 14.500.000 hết. Máy móc là thì thầm, điện đèn càng là full chức năng đầy đủ. Đây, đầu tôi cái bô cái này bị mốt, bô cánh chim, bô cánh chim thì mình mốt cái thành cánh chim này nè. Ở có sao quay vô chuyện cho em nó xa xem, để tránh cái trường hợp bất lòng. Có sao thì mình quay vô vậy. Anh kỹ lắm, hai xe này anh kỹ lắm. Anh em nhìn chiếc xe này anh em đủ biết rồi, rất là kỹ ha, rất là kỹ. Bẩn Vin. Rồi, qua bên đây. 14.500.000 anh em ha. Anh em nào muốn xem trực tiếp cứ việc ghé qua địa chỉ của shop em là 37/15, đường Lâm Thị Hấu, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12. Qua bên này. Qua em 78 này cho anh em ở xa xem. Ha. Em 78 này, đúng là xe này có dầu anh em, đúng là xe này có dầu. Cứ chắc này chắc mấy ông chú không tha lên, ông sợ xét không tha lên. Ghi đông. Ghi đông Vin nè. Ha, ghi đông Vin, đồng hồ Vin, cùm Vin đây ha, rất là đẹp. Cùm 78 Vin nè, bao tay vẫn còn đang xài ống ga lưỡi gà nha, vẫn còn đang xài ống ga lưỡi gà. Thật sự là mình thấy mấy chiếc này mình thích lắm, tại vì nhìn nó đơn giản mà nó đẹp lắm anh em. Tại thì những người ta biết chơi thì người ta mới đây Vin hết này, Vin hết về Vin, chữ A Vin, cốp Vin. Những cái chiếc cúp á là shop em kỹ lắm, cúp là không có mục mọt nha, mục mọt là không có chơi, cúp là phải đẹp, sườn phải đẹp ha, sườn phải đẹp, phải sạch sẽ. Đây, quay cho anh em xem. Em này thì biển số 54UA0057, và shop em xin nhắc lại một lần nữa, giá của em nó là 14.500.000, và xe của shop em có cọc và có ship xa nên em ở xa yên tâm nha, có cọc và có ship. Đây, quay cho anh em xem. Đuôi rất là đẹp ha, đuôi rất là đẹp, sạch sẽ sáng sủa. Về là trưng bày nè, về là đi, về là đổ xăng, không cần phải làm gì hết nha. Điện đèn càng là full chức năng hết, cục sau cũng Vin nha anh em, cục sau Vin nè, còn có khóa nón mà không biết còn xài được hay không. Ốc tán rất là đẹp, xe rất là đẹp. Và những anh em nào mà muốn xem trực tiếp á, cứ việc ghé qua địa chỉ của shop em là 37/15, đường Lâm Thị Hố, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12 ha anh em ha. Đây, rất là đẹp, xe rất là dễ thương. Bô này là bô xanh cây, bô này là bô Thái nha, bô này là bô Thái. Bô này thì shop em có bán nè, bô là shop em có bán nha. Cốp thì cốp Vin luôn, cốp là cốp Vin. Máy là máy 50 anh em nha, hai em này đều là máy 50 hết. Cốp Vin nè, cục máy ha, xe rất là sạch sẽ gọn gàng. Và anh em lưu ý, nếu mà những anh em nào mà muốn chiếc xe này không có bẩn, nhưng mà anh em nào muốn bẩn thì cứ việc báo shop em, mình sẽ tặng cho anh em một cái bẩn mới, bẩn hàng mới nha. Đây, cho nó đều xe, cho nó đẹp, xe rất là dễ thương anh em ha. Đó, nhìn về phần máy nè, xe rất là dễ thương, rất là ok. Cấu hình máy là 50, máy Vin nha, máy Vin nha. Thường anh em nào dặn shop em xe 50 đây, và được
Em này là được cái biển số Sài Gòn luôn nha, biển số Sài Gòn luôn. Đó, quay một vòng cho anh em xem. Em quay chỗ này là bảo quay những cái sườn, những cái góc ngách cho những ông chú, những ông anh ở xa xem cho rõ ràng ha, à, cho rõ ràng đây những cái hoài niệm, những kỷ niệm của mình theo năm tháng nè, mà nó còn đẹp vậy nè. Đó, 14.500.000 luôn anh em nha, 14.500.000 luôn. Đây nhìn mình săn nè, 14.500.000. Và những anh em nào á mà muốn xem trực tiếp là cứ việc ghé qua địa chỉ của shop em là 37/15 đường Lâm Thị Hố, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12. Số điện thoại của shop em là 0948265265 anh em ha, rất là dễ thương. Vài bữa nữa để mình chỗ này những chiếc xe của shop em á là có cọc là có ship xa hết, nên anh em ở xa cứ việc yên tâm nha, có cọc là có ship xa hết. Để vài bữa nữa mình sẽ set up chỗ này, gần xong rồi anh em, sửa chỗ này cũng gần xong rồi, mình cũng đang làm gần xong rồi, chuẩn bị dọn dẹp nó lên bảng hiệu. Rồi, ok, hai em đều bằng giá anh em ha, 14.500.000. Và xe của bên shop em là có cọc có ship xa, nên anh em ở xa cứ việc yên tâm. Và shop em xin nhắc lại một lần nữa số điện thoại của shop em nha, là 0948265265 anh em ha. Cảm ơn anh em đã xem video nha. Quên test cái máy xe này, cái mình chưa test cái máy này cho anh em nghe. Máy móc là bao thì thầm, điện đèn càng đầy đủ hết. Đây, điện đèn càng đầy đủ, cái càng hơi nhỏ ha, cái càng hơi nhỏ này là bình yếu, tại ít đi anh em, ít đi á. Còn máy móc thì mình bao thì thầm rồi, à, máy móc thì mình bao thì thầm rồi. Ok, cảm ơn anh em đã xem video nha, nhớ bấm like và đăng ký giúp shop để luôn cập nhật được cái món phụ tùng và xe theo ngày tháng anh em nha. Cảm ơn.